Cảm ơn cả nhà đã hiện diện trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì như hôm qua là chúng ta đã học gì ạ? Tuần vừa rồi là mình học cái gì? À, chúng ta học 7 bố thí và nhân cách đúng không ạ? Thì nhân cách mới học được nhân cách gì ạ? Yêu thương thì chưa, khiêm tốn với niềm tin, hy vọng, niềm tin, hy vọng, vui vẻ, niềm tin và hy vọng, đúng không ạ? Thì với cái nội dung ngày hôm qua thì nhà mình có ai muốn chia sẻ gì không? Hay là ôn bài cũng được? Vì cái này nó rất là hôm nay cái cây núi ở hôm qua mới anh em đi mượn cái đầu nhà mình có ai chia sẻ lại cái triết lý cây lúa được không ạ, để cho anh Thanh anh nắm thêm. Nhà mình có ai muốn chia sẻ cái triết lý cây lúa được không? Không ai chia sẻ thì em hỏi. Thì như mọi người quan sát trong tự nhiên thì đối với cây lúa ấy, thì khi mà lúa non thì sao ạ? À, lúa non thì nó thẳng là nó đang nó đang vươn lên, đúng không ạ? Nó đang vươn lên. Khi lúa non thì lá vươn lên, đúng chưa ạ? Mà nếu như mà lúa non mà cúi xuống thì sao ạ? Trở lại tuổi thơ tôi. Thì có phải là khi mà lúa non mà cúi đầu thì nó là bỏ đi đúng không ạ? Bỏ đi đúng không ạ? Thì có thể là người ta sẽ cắt bỏ hoặc là người ta sẽ vùi xuống, đúng không ạ? Vùi xuống làm có thể là làm phân bón, đúng chưa ạ? Thế thì thế còn khi lúa chín thì sao ạ? À, lúa chín thì nó cúi đầu, đúng không ạ? Nhưng mà lúa mà đã chín rồi còn vươn lên thì sao ạ? À, lúa lép đúng không ạ? Mà lúa lép thì cũng chỉ để bỏ đi thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ tương tự với con người chúng ta, tương tự với con người chúng ta thì sao ạ? Khi mà chưa có cái thành tựu gì, khi chưa thành tựu gì thì sao ạ? À, phải vươn lên, đúng không ạ? Nhưng mà khi đã có thành tựu rồi thì sao ạ? À, thì phải cúi xuống, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chưa thành tựu cần phải vươn lên là để làm gì? Là để người ta còn chú ý, để người ta còn bồi dưỡng, người ta còn chỉ cho, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà chưa có thành tựu gì mà cúi xuống thì sao? À, thì sao ạ? Thì cuối cùng là bởi vì không vươn lên thì người ta đâu có biết, đúng không ạ? Đâu có biết là như thế nào đâu để họ bồi dưỡng, đúng không? Nên chính vì thế là đối với con người chúng ta là khi mà chúng ta chưa là ai, chưa thành tựu gì thì chúng ta cứ thoải mái mà vươn lên, đừng có khiêm tốn, đừng có cúi xuống, đúng không ạ? Còn nếu như mà khi mà chúng ta đã là ai rồi, ví dụ như là trong cái ngành mình làm ấy, mình đã là một trong những người đứng trong cái hàng ngũ gọi là đầu ngành hay chưa, thì khi mà mình đạt được cái thành tựu đấy rồi thì sao ạ? Mình cần phải cúi xuống, cúi đầu xuống, đúng không ạ?
Thế nên là ví dụ như ngày hôm qua em cũng hỏi chia sẻ với mọi người là ví dụ như bây giờ cả làng mình mỗi mình học đại học, và bây giờ mình về làng thì sao ạ? Mình tốt nghiệp mình về làng thì sao? Thì mình cần phải cúi đầu xuống, đúng không ạ? Thực ra cúi đầu thì nó không phải là cái gì, nhưng mà có nghĩa là mình cần phải hạ thấp mình xuống để cho nó phù hợp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như ví dụ với cái trình độ đấy mà đứng khi mà mình làm việc với giáo sư tiến sĩ thì sao ạ? Thì mình cần phải vươn lên, mình cần phải thể hiện ra, thì lúc đó họ mới biết được rằng là mình cần phải bồi dưỡng thêm cái gì, đúng không ạ? Mình cần phải hoàn thiện thêm cái gì thì họ chỉ cho mình. Thì đấy là cái ý nghĩa của triết lý cây lúa. Anh Hanh đã nắm chỗ này chưa? Hôm qua những ai vào muộn thì đã nắm được chỗ này chưa? Từ trước giờ chỉ biết là lúc đầu là không cố. Nghĩa là mình nghe con này rất nhiều. Chúng ta chưa hiểu được là lúc nào thì cần phải thẳng, lúc nào cần phải vâng, thì khi cái này hiểu rồi thì về cái triết lý ngu người mọi người có hỏi gì nữa không? Triết lý ngu là sao ạ? Ý là sao ạ? Ghi nhận người khác giỏi hơn mình, đúng không ạ? Ghi nhận người khác giỏi hơn mình. Thì nếu như mà đúng là lãnh đạo thì chuyên môn cần phải cần phải gọi là ngu hơn nhân viên về chuyên môn là nên như vậy, đúng không ạ? Chứ nếu như mà chúng ta giỏi rồi, nếu như chúng ta cái gì cũng đến tay chúng ta thì sao ạ? Nhân viên người ta không còn vai trò nữa. Mà mọi người để ý này này, khi mà mình đã làm đến chi tiết ấy, mình nhìn người khác làm là mình có thấy ưng không? Không hề ưng một tí nào, đúng chưa? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thành là chuyên viên rồi chứ đâu phải là lãnh đạo nữa, đúng không ạ? Chuyên viên hoặc chuyên gia rồi chúng ta đâu phải là lãnh đạo nữa, đúng chưa? Nên chính là nếu là lãnh đạo cần phải hiểu cái này là sao ạ? Chuyện đối với chuyên môn về chi tiết thì cần phải ngu hơn nhân viên, mà buộc phải ghi nhận là các bạn ấy giỏi hơn mình về mặt chi tiết mà, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà mình đã giỏi rồi thì lúc đấy mình sẽ là do người khác quản lý, chứ còn mình không quản lý được nữa đâu. Bởi vì làm chi tiết giỏi rồi thì phải người khác quản lý mình chứ, đúng không ạ? Nên đấy là cái ý nghĩa của cái ngu là như vậy. Cái triết lý ngu ấy thì ngay cái đấy nó không chỉ ở trong công việc đâu cả nhà nhé, nó còn những cái lĩnh vực khác trong cuộc sống, ví dụ như con cái của mình chẳng hạn. Bây giờ những người mẹ đảm đang ấy thì con làm sao ạ? Lười là một phần, nó còn cái gì, nó còn nữa. Đôi khi là chúng ta làm sao? Nó sẽ khó tự lập. Nó khó tự lập, tự chủ, đúng không ạ? Và nó khó. Nhiều khi mình sẽ gặp những đứa trẻ, mình sẽ thấy rằng là các bạn ý gần như không có cái kỹ năng gì. Thì khi đó mình hiểu làm sao ạ? Đằng sau những con người như vậy là gì? Là một người rất giỏi, rất chi tiết, đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta quan sát cuộc sống mà. Thì bởi vì đơn giản là trong gia đình chúng ta không cho con cơ hội để thể hiện cái vai trò, cái gọi là cái chuyên môn của nó, đúng không ạ? Nên là thành ra là các bạn ấy sẽ không có kỹ năng làm gì. Nên là cái việc là chúng ta mong muốn con mình nó là như thế nào thì do ai ạ? Do mình, đúng chưa ạ?
nếu như mà nhìn con cái gì ngứa mắt mày để tao làm cho tao nhanh, thế thì bao giờ con nó mới lớn được, đúng không? Thì chính vì mẹ nói thế nên mẹ phải ngồi đây, đúng không con? Nên là đôi khi là cứ để cho các bạn ấy làm, kệ ra xuôi hay ra ngược thì nó cũng là ra kết quả. Chỉ có điều mình muốn hoàn hảo hơn thì mình lựa theo con mà chỉ. Cái này thì thực sự là bố mẹ phải học đó. Bố mẹ phải học. Chứ nếu không là vai trò của bố của mẹ là phải lo cho con. Phải cho con một cái điều kiện tốt nhất. Và cuối cùng nó ra đời nó không biết làm gì. Thực ra nó không phải là văn hóa mà có thể nó do cái kiểu truyền đời ấy. Ngày xưa nghèo quá nó khổ, vất vả. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ngày xưa chính là vất vả mình mới trưởng thành. Đến bây giờ mình lại không muốn cho con như thế. Thế là thôi, con đường tôi đi, bạn không cần phải đi. Thế là cuối cùng bạn đi một con đường khác. Cuối cùng nó cũng có dẫn đến cái thành công như mình mong muốn đâu, đúng không ạ? Nên là nó khi mà những cái người mà người ta thành công vì sao người ta không sao chép được? Đơn giản là vì sao ạ? Vì con đường tôi đi, tôi đã nhảy qua những cái hố rồi. Thế là tôi thấy nó gian nan quá, đến khi tôi đứng ở trên đỉnh núi rồi. Bạn hỏi là bây giờ đi đường nào? Thế là từ trên đỉnh núi chỉ một con đường khác. Mà con đường này nó có dễ đâu. Bởi vì chúng ta đã đi đâu mà chúng ta biết nó có những cái thứ gì. Nhưng mình cứ nghĩ rằng à mình chỉ như thế là đơn giản cho người ta rồi, đúng không ạ? Thế thành ra là không sao chép được. Nên thành ra là khi mà chúng ta chỉ cho ai cái gì đấy thì hãy nhớ lại ngày xưa mình đi nào, cứ chỉ người thế, đừng có chỉ khác đi, đúng không ạ? Tại vì mình chỉ có thể cho người khác cái gì mình có và mình biết chứ. Nhưng mà đây mình ngày không, mình cứ nghĩ rằng là lên này đi cái này nó đơn giản hơn, trong khi mình có đi cái đường này không? Trước mình đi đường đất, bây giờ đường nhựa thì sao? Đường nhựa là trừ khi bác phải cực kỳ kỹ, bác giải và bác phải chỉ được cho người ta là cái điểm này nó là như thế nào. Nhưng mà cái của chúng ta ấy, rõ ràng là mình nhìn thấy đường nhựa nhưng mình đâu có chỉ phương hướng, đúng không ạ? Và mình chỉ nghĩ bởi vì ngày xưa mình đi cái con đường kia nó vất quá, và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tốt cho người ta nên là thôi tôi chỉ cho bạn con đường này nhưng nó khác tôi ngày xưa. Thế là cuối cùng bạn cho ra kết quả chả giống tôi gì cả. Ý như vậy, cả nhà hình dung không ạ? Thế nên là cái gì mình đã đi qua rồi thì có thể là mình chỉ gọi là lấp bớt cái hố đi cho người khác đi lại thôi. Chứ còn không nên chỉ con đường khác. Thì cái triết lý ngu ở đây nó là như vậy. Và cái gì? Quan niệm thành tựu là do người. Thành tựu là do người. Cái thành tựu này do người này là mọi người nắm được rồi, đúng không ạ? Nắm được rồi, đúng không ạ? Thì tại vì thực tế nhìn xung quanh là tất cả những cái gì chúng ta có là do gì ạ? Do người khác mang lại, đúng không ạ? Cái gì chúng ta có cũng đều do người khác mang lại. Chứ không có con người thì chúng ta cũng không có gì đâu ạ. Thế nên là cái đó thì chúng ta nắm được là đối với khiêm tốn là hai triết lý và một quan niệm. Hai triết lý và một quan niệm. Thì đấy là khiêm tốn. Thì hôm nay em chia sẻ với mọi người về cái nhân cách chân thật. Mọi người chân thật là gì ạ? Định nghĩa có rồi. Chân thật là gì?
À, chân thật là những gì? Không thay đổi quá, không gian và thời gian, đúng không ạ? Nhưng mà đối với khái niệm của nhân cách thì sao ạ? Nhân cách thì do mình tự nhận hay là người khác cảm nhận ạ? À, người khác sẽ là cảm nhận, đúng không ạ? Vậy thì cái nhân cách chân thật ở đây có nghĩa là sao? Ý nghĩa là như nào? Nếu như mà bây giờ em cứ nhìn thấy cái gì em nói cái đó thì nó có phải chân thật không? Giả sử như bây giờ em nhìn thấy một người mà người ta mặc một cái bộ quần áo mà đối với em nhìn thì rất là xấu, thì em bảo sao em mặc quần áo xấu thế? Thế thì theo mọi người như vậy có phải là chân thật? Hoặc là bây giờ mình nhìn thấy một ai đó mà rõ ràng là mình nhìn thấy gì ra mình nói đó, đúng không ạ? Thì đấy có phải là nói chân thật không ạ? Đấy là nói thật lòng. À, chân thật. Nếu như mà nói về sự chân thật thì nó gọi là trạng thái rung động điện từ nội tâm, nó ở mức nào cả nhà? À, ở mức cân bằng, đúng không ạ? Hay nó gọi là có cái tần số rung động siêu cao, phải không ạ? Nên là cái lúc này cái nhân cách chân thật là khi mà chúng ta nói là nó hạn chế cái suy nghĩ nhất. Có nghĩa là khi đó là người ta sẽ nói những cái điều gì ạ? Không suy nghĩ, nhưng mà nó sẽ nói, mình nghe, cái người nghe về theo thời gian là người ta sẽ cảm nhận rằng là những cái người đấy là người ta sẽ nói những cái lời nó có mang cái tính là hướng dương hay là tích cực, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà những ai mà cứ nhìn thấy cái gì là nói cái đấy, nhìn thấy cái gì mà nói cái đấy thì nó không phải là nói chân thật. Bởi vì nếu như bây giờ mình nhìn, ví dụ như cái người này là mắt người ta lé chẳng hạn, thì mình lại nói là ôi mắt lé đấy, thì lúc đó là làm sao? Cái đó là nó mang cái tính phân tích và phân biệt rồi, đúng chưa? Và lúc đó nó mang cái ngôn từ nó gọi là tiêu cực rồi, đúng chưa? Cái người nghe là người ta sẽ có cảm nhận làm sao? À, là người ta không có thích, đúng chưa? Mà nghe mà mình nói theo cái kiểu như thế thì theo thời gian thì người ta sẽ thấy cái người đấy làm sao ạ? Vô duyên, đúng không? Chúng ta hay dùng cái từ đấy với những cái người mà người ta cứ thấy cái gì người ta nói, nhưng mà người ta nói theo cái chiều hướng tiêu cực, thì qua thời gian thì làm sao ạ? À, mình sẽ thấy người đó là vô duyên, đúng không ạ? Còn nếu như bạn đã nói đến cái gọi là nhân cách về chân thật ý, là khi nói chỉ biết là nói, nhưng cái nói này là mình cảm nhận rằng là người ta đã kiểm soát được rồi, nhưng thực tế trong nội tâm của họ không có kiểm soát nhá. Bởi vì lúc đó là người ta chỉ an vui và người ta tự nhiên nói. Tại vì khi mà theo cái trí tuệ, theo các năm tầng bậc trí tuệ ấy, thì cái trí tuệ tầng bậc 4 là gì ạ? À, trạng thái tự nhiên biết của nội tâm. Thì khi mà mình nói ở chân thật, nó là dạng, nó là ở trạng thái tự nhiên biết phải nói gì. Và nó sẽ có cái chiều hướng là khi cái người nghe là người ta sẽ thấy rằng là cái lời nói nó mang cái tính tích cực. Thì ví dụ như ở trong lớp học của em là thầy sẽ hay nói với mọi người này, là lúc nào mọi thầy cũng khen mọi người đẹp. Không phải là khen theo kiểu ấy đấy. Ví dụ ai đấy lên phát biểu thì nói, thì thầy bảo là sao đợt này nhìn đẹp thế. Nhưng mà cái đấy là thầy nói thật, chứ không phải là nói để khen theo kiểu như là mình vẫn hay nói đâu.
cả nhà hình dung không ạ? Bởi vì sao? Bên trong nội tâm của thầy là thầy sẽ nhìn mọi thứ sẽ rất là đẹp, bởi vì là cái có phải là trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình như thế nào, nó sẽ phát ra tần số rung động năng lượng như thế ấy, và cái cách người ta nhìn nó cũng sẽ tương ứng với cái tần số rung động nội tâm, tần số rung động năng lượng như vậy. Cả nhà hình dung ở chỗ nào? Cái này nó hơi nó phải chậm chậm lại tí, bởi vì thực sự cái này cũng không phải ai cũng truyền đạt được đủ cái này. Cái này nó là nhân cách chân thật, nghĩa là mình hình dung ra bây giờ cái thể hiện có phải là cái nhân cách là do người khác cảm nhận, đúng không ạ? Thì bây giờ có thể là khi mà người khác cảm nhận là từ cái hành động, lời nói của mình ra phía bên ngoài, đúng không? Thì mọi người từ đấy theo thời gian nó cứ lặp đi lặp lại để người ta cảm nhận là mình có nhân cách như thế nào, đúng chưa? Thì cái nhân cách chân thật này này là không phải là mình gặp một phát là mình đã cảm nhận được ngay, đúng không ạ? Nhưng mà có thể là qua cái lời nói của họ, đúng không ạ? Hoặc là cái hành động của họ được rằng là họ có nhân cách chân thật, đúng không ạ? Cả nhà hình dung nắm nắm chỗ này. Thì nó tương ứng với cái là như này này. Mình hình dung ra, mình sẽ giải thích nó theo cái gọi là trạng thái rung động điện từ của nội tâm bên trong, đúng chưa? Cả nhà còn nhớ cái trạng thái rung động điện từ của nội tâm không? Nhớ không? Thì có phải là nó sẽ phát ra tần số rung động năng lượng tương ứng ra bên ngoài, đúng không ạ? Và theo cái gọi là vật chất không gian và thời gian ấy, thì có phải là tần số rung động năng lượng ở mức nào thì nó sẽ kết nối với mọi thứ xung quanh chúng ta với tần số như vậy, thì tương ứng cái lời nói của mình. Cả nhà hình dung cho chỗ này, nó tương ứng cái lời nói của mình nó cũng như vậy. Có nghĩa là tần số của mình như thế nào thì mình mới kết nối và mình phát âm ra được cái từ như vậy. Thì khi mà mình phát âm như vậy thì cái người nghe, người ta cảm nhận được không? Người ta sẽ cảm nhận được, đúng không ạ? Và khi người ta cảm nhận được ý, thì lúc đó là nhân cách của mình hình thành trong họ, thì lúc đấy họ cảm nhận là mình có nhân cách là chân thật, đúng không ạ? Ngay kể cả khiêm tốn hay tất cả những cái thứ khác cũng về thế không? Mọi thứ nó đều do cái tần số rung động năng lượng của chúng ta ở cái mức như thế nào thì nó kết nối ra như vậy thôi. Đấy, thì đấy là cái nhân cách của chân thật. Nhân cách của chân thật mọi người hình dung ra rồi đúng không? Đây, nhân cách của chúng ta đây. Và người kiện toàn nhân cách là người có đầy đủ 9 cái này, đúng chưa? Người giàu nhân cách hay còn gọi là người kiện, có nhân cách kiện toàn nhân cách hay là người giàu nhân cách, là người ta sẽ có tập hợp đủ đầy những cái sự vui vẻ, niềm tin, hy vọng, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn và chân thật. Thế thì ngày hôm nay em chia sẻ cho mọi người ở đây có cái yêu thương này,
thì em sẽ làm rõ trong buổi ngày hôm sau, làm rõ buổi ngày hôm sau. Vì cái yêu thương này thì nó cũng có rất là nhiều khái niệm và nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta cái yêu thương đấy thì ai là người cần phải yêu thương nhất? Theo mọi người, ai là người cần phải yêu thương nhất? Chính mình, đúng không ạ? Thì trong những cái chủ đề mà chúng ta đã từng học ấy, thì bây giờ mọi người có hỏi hay là có cần em làm rõ thêm cái gì không? Hoặc là trong cái thời gian vừa rồi học thì mọi người cảm nhận sao? Thì có thể chia sẻ hoặc là có cái áp dụng trong cuộc sống như thế nào? Chia sẻ bài học, gọi bài học tâm đắc ngộ ra. Hoặc là mọi người có mong muốn gì thì có thể chia sẻ để em được biết. Thì cái chủ đề ngày hôm nay thì em chia sẻ nốt cái phần này thôi, còn về bây giờ em mong muốn là mọi người có thể hỏi đáp hoặc là chia sẻ, hoặc là có cái mong muốn như thế nào thì có thể chia sẻ để em cũng nắm được. Thì chúng ta cũng đã đi qua gọi là bốn nguyên lý, đúng không ạ? Ba hệ quy chiếu, đến bảy sự giàu toàn diện thì đã đi được trí tuệ, tâm thái, đúng không ạ? Và nhân cách. Nhân cách thì còn nhân cách yêu thương nữa, còn là phẩm chất, năng lực. Chúng ta cũng đã học đến 7 bố thí quan trọng của đời người. Thì mọi người có hỏi gì không ạ? Hay có chia sẻ gì không ạ? Thời gian vừa rồi học xong thì mọi người có chuyển hóa nhiều không? Chia sẻ cho em nghe ở mắt trái tim đấy. Từ công việc đến gia đình, đến cái áp dụng đồng hành với con cái, với nhân viên, hoặc là với tất cả các mối quan hệ. Nhiều. Trước tiên là cảm ơn cô Hà và bạn Phúc có tạo cho một cái lớp học rất đầy ý nghĩa. Thì cái chặng đường lớp mình đi thì theo mình thì tương đối là gần đích rồi, khối lượng như là cái kiến thức mà cô Hà giảng dạy thì theo cá nhân mình ấy, thì mình thấy là càng ngày nó càng rất là chiều sâu, và tuy nhiên là khối lượng là mình cảm nhận là nó rất là rộng. Và rất nhiều cái mình còn thời gian, rất là có thời gian để tập trung vào thì có thể thấu hiểu hết được. Nhưng mà hôm nay thì muốn thứ nhất là cho lớp học nó vui vẻ, và thứ hai là mình cảm nhận và ngộ ra, và đặc biệt đến giờ phút này kiến thức rất là rộng nhưng mình ngộ ra một điều, và từ hồi đấy giờ là mình nghĩ ra có một cái câu mình nghĩ nó rất là đúng. Con người ta tất cả đầu tiên mình nghĩ là do mình, nhưng đặc biệt có câu cái tham vọng tưởng. Cái câu này mình thế nó áp dụng tất cả mọi trường hợp, mà từ hồi mình học bây giờ là đúng cái tham vọng tưởng con người ta. Là anh thấy ở đây mình chia sẻ với lớp có nhiều cái nó còn cao siêu lắm, mình chưa thể thấu hiểu hết được. Nhưng cái tham vọng tưởng ấy thì nó cứ theo đuổi mình từ cái lúc mình biết được cái tham vọng tưởng là thế nào, và đặc biệt là cuối cùng là mình cân đối được cái tham vọng cái tưởng ấy, để đưa về cái cân bằng tốt nhất, đừng có dương quá đừng âm quá. Thì đúng là mình thấy là thứ nhất và đang phải học dần, nhưng mà cái tham và tưởng là mình đấy nó cho mình nó thiết thực, cũng là nhã quan luôn, áp dụng tất cả mọi trường hợp, từ công việc, gia đình, rồi là con cái, để nhiều cái mà cứ mỗi một lần mình gặp những cái gì đấy mình lại phải nhớ lại cái tham cái tưởng của mình, và tất cả
do mình từ cái tham cái tưởng cân bằng tham quá, đem hiểu gọi là tham nam ấy, mà trong học mình hiểu tham tưởng là nó luôn luôn đồng đều hành mình từ cái hồi mình học đến bây giờ. Thế thì cũng rất thật với cô Hà cũng như anh em mình lớp lên thì có nhiều cái thì còn có thời gian nữa thì mình mới có thể thấu hiểu hết được. Nhưng mà với mình thì cũng tâm đắc nhất cái tham và tưởng nó đang đồng hành và áp dụng vào nhiều cái, nó đã thiết thực đến bản thân mình cũng như mình đã chia sẻ đấy. Ngay như cái cung đường đi thôi, trước khi mình chưa học tham tưởng ấy, thì về cái vội vội vàng vàng, khi mình hiểu cái tham tưởng tất là do mình thôi, thì cũng cứ bình tĩnh mà đi thôi, lần nào nó cũng về đến nhà. Đó là cái tham mình cứ tưởng của mình, thì nếu biết cân đối thì đi bình tĩnh thì mọi cái thì an toàn giao thông này thì không vội vàng thì nhiều cái, hoặc là cũng như bữa ăn thôi mình cứ chia sẻ lần nữa, ngồi ra cái tham cái tưởng của mình thôi, thôi về có gì thì ăn đấy thì nó khác đi. Thì mình cứ cái tham tưởng mình về phải có cái món này cái kia, nhưng về anh có thì mình cứ đóng một tin. Thế nhưng nó có rất nhiều cái ở trong cuộc sống này, thì hôm nay thường vào đây thì có nhiều cái cũng chia sẻ, nhưng mà cái tâm đắc nhất là luôn đồng hành mình là cái tham của tưởng. Thế thì cũng mong rằng là nếu có cơ hội ấy, mà khóa sau thì đương nhiên là mình sẽ cố gắng cần phải tham ra nhiều một, mình thấy là cái một khóa nó chưa thấm vào đâu cả, rất là thần lòng. Có thì tối mình vẫn nghe những cái này, nhiều khi thời gian nó không cho phép, nhưng mà rất hay nếu có thời gian bố trí được. Chứ một lần học một khóa thì nó chỉ mới gọi là mơ mơ màng màng thôi, còn thần lòng ra thì kiến thức nó rất là rộng và sâu. Thế thì hôm nay mình chia sẻ với cái mong mọi người có gì thì thêm bớt vào cho cái lớp học mình nó kinh nghiệm xin lớp. Thực ra cái tham và tưởng thì đã là con người thì đều có tham và tưởng, đúng không ạ? Chỉ là nó thể hiện ở cái vi tế hay là cái thô thôi ạ. Đúng không ạ? Đã là con người thì ai cũng có tham và tưởng. Chỉ là chúng ta thể hiện ra là ở vi tế hay là ở thô thôi ạ. Còn đối với lớp học này thì em sẽ vẫn nói, có người nghe thì em vẫn nói, tại vì mọi người cũng là cơ hội để cho em học tập mà. Thực sự là mọi người hình dung ra là mọi người học một thì em sẽ học được nhiều hơn mọi người, chứ em không có nghĩa là em có là ai đâu mà đủ tư cách dạy người khác. Không là ai cả, chỉ là bây giờ em đi mượn kiến thức của thầy, em chia sẻ lại cho mọi người thôi. Nên là nếu như mọi người còn nhu cầu thì em vẫn nói. Chứ cái này không đúng như anh nói thì, nhưng mà mình đặt một cái tâm niệm này, học một lần và dùng trọn đời, chuyển hóa trọn đời thì như vậy nó khỏe hơn. Còn là nghe thì thực ra chị em cũng chia sẻ với mọi người là mọi người học em cũng phải học mà, em vẫn phải học, em vẫn học chứ em cũng chưa dừng lại được, bởi vì bây giờ cứ dừng lại là lạc hậu kiến thức, cứ dừng lại là lạc hậu kiến thức. Nên là cái gì cũng thế, cuộc sống nó là sự thay đổi. Nên là mình còn cơ hội học thì mình cứ học thôi. Để mình học thì mọi thứ nó cũng chủ động hơn trong cuộc sống của mình. Thì ví dụ như anh cũng chia sẻ đấy, là mình hiểu rằng là nó, con người mình nó có cái tham và cái tưởng nó dẫn dắt. Thì có khi mà tự nhiên mình có một cái gì đấy nó khởi lên, nó không thấy thoải mái, thì mình hiểu rằng mình đang tham và mình đang tưởng cái gì đấy, mà hoặc là mình đang mong cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài, nên nó làm cho mình không thấy thoải mái, hay còn gọi là nó bực bội. Thì thực tế là em chia sẻ với mọi người, em nói với mọi người chứ đâu có phải lúc nào em cũng ở cái trạng thái em cân bằng được đâu. Nhưng mà em không áp lực em về cái chuyện đấy, mình học mình hiểu. Thì thay bằng cái việc là mình, nghĩa là có thể khi mà mình chưa hiểu tới nơi thì mình nghĩ rằng là mình chia sẻ cho người khác thì mình phải làm được.
thì vô hình tự nhiên mình tạo cho mình một cái rào cản, đúng không ạ? Nên là thay vì bằng là mình cứ tốt hơn của mình ngày hôm qua chỉ 1% thôi, nó cũng đã là làm tốt rồi. Chứ còn trừ khi bây giờ không làm gì trừ khi bây giờ không làm gì thì còn khi mà mình hiểu được tất cả những cái nguyên lý này này, thì thay vào ngày xưa là mình phải xử lý những cái vấn đề trong nội tâm của mình, nó khi có khi phải vài tiếng hoặc vài ngày, có khi cả một thời gian dài, thì bây giờ mình chỉ xử lý nội tâm của mình trong tích tắc thôi, mình quan sát kỹ hơn. Thì thực ra là không phải nhiều lúc ấy, khi em gặp chuyện, ví dụ như là trong công việc, làm sao mà em để em ở trạng thái an vui được, đúng không ạ? Em vẫn phải hạ xuống tầng bậc 1. Có khi nó còn nhiều lúc là trong nội tâm của mình nó còn thấp hơn như vậy chứ. Bởi vì nhiều lúc mình cũng mong cầu chứ, đúng không ạ? Mình cũng mong cầu chứ, làm sao được. Thế nhưng mà khi mà mình thấy rằng nội tâm của mình nó không ổn, thì buộc lúc đấy mình phải nâng nó dần lên. Chứ không phải là lúc nào, nghĩa là mình khi mà mình hiểu cái trí tuệ rồi thì mình cần phải linh hoạt các tầng bậc trí tuệ, chứ không phải là mình lúc nào mình cũng giữ ở một cái nào cả. Bởi vì nếu như khi mà chúng ta đã giữ ở một trạng thái, có nghĩa là chúng ta đang bị dính mắc, đúng không ạ? Nhưng mình hiểu rồi thì mình, nó giống như công cụ của chúng ta ấy, là chúng ta sẽ linh hoạt trong cái việc đó, chỉ vậy thôi. Thì đây là tất cả những cái này ấy, mình học để mình, và thực sự cuối cùng này là gì ạ? Cuối cùng là chúng ta cần phải biết chúng ta muốn cái gì, phải không ạ? Đơn giản những cái gì mà chúng ta chưa có là chúng ta chưa rõ mong muốn mình muốn cái gì. Mà mọi người cứ thử ngồi viết ra mà xem, nếu như bây giờ nói bạn muốn gì thì chúng ta sẽ viết ra rất nhiều và không cụ thể cái gì hết. Bây giờ mọi người cứ để ý mà xem, bây giờ nội tâm này, sức khỏe này, mối quan hệ này, tài chính này, ngồi trong bốn cái bảng đấy thử hỏi mình xem bây giờ mình đang muốn gì. Trời ơi, hình ảnh nó chằng chịt, đúng không ạ? Mà khi nó không rõ hình thì sao? À thì nó không có kết quả. Nên là mọi người cứ ngồi thử viết đi, cứ thử ngồi viết đi, xem bây giờ hỏi bạn ơi, bạn muốn cái gì? Ngồi cứ viết ra xem là mình muốn cái gì trong bốn cái khía cạnh đấy: sức khỏe, mối quan hệ, tài chính và nội tâm. Xem là cuối cùng là mình muốn cái gì. Cảm ơn cô giáo. Về cái này thì tôi xin chia sẻ một chút. Thực ra thì đấy, qua các cái buổi học thì đúng là cô giáo đã truyền rất nhiều những kiến thức bổ ích. Đấy, những cái định nghĩa, cái cách gọi tên, mà với cái quan điểm trong và cách vận hành trong cuộc sống từ xưa đến nay thì mình hiểu thì có hiểu nhưng mà không gọi tên được. Đấy, thì qua những buổi học này, thứ nhất mình gọi tên được và mình vật chất hóa được những thứ đấy để có thể sở hữu, để nắm bắt được, để có thể là chuyển giao được, chia sẻ được với người khác. Thì cái đấy là cái tôi thấy là rất hữu ích. Và ứng dụng trong công việc thì tôi thấy có một cái về cái công thức cội nguồn, mà cái này thực sự là nếu mà anh em, tất cả anh em lãnh đạo mà ở đây mà đều nắm bắt, nhận thức một cách sâu sắc được cái đó mà ứng dụng được ấy, thì trong cái xử lý, cái tương tác công việc, tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả mà nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đấy, cái công thức cội nguồn là tức là về cái kết mình mong muốn kết quả như thế nào ấy, thì mình phải làm rõ được cái hình ảnh trong cái tâm trí của mình.
đúng không ạ? Thì cái đấy là cái mà tôi thấy thực sự là rất là tâm đắc cái đấy. Thế thì ngay như vừa rồi đã triển khai một số cái chương trình sự kiện, thì thực sự là tôi thấy là riêng khi mà trao đổi công việc thì tôi với Phong là chỉ khoảng 5 phút thôi, thì nó rất là rõ ràng mọi cái. Thế nhưng mà khi triển khai với nhiều anh em thì cứ nói hôm nay một kiểu như này, hôm sau về anh em nói hiểu chưa, hiểu rồi, đến hôm sau ra một cái kết quả ấy, thì nó lại chẳng đúng gì với lại cái ý như mình đã trao đổi. Sáng hôm nay họp cùng với Phong đấy, với lại thì có nhiều người thì bản thân là mình đang nhầm giữa cái mục đích và cái phương tiện. Rồi có lúc thì mục đích thì đang từ cái tổng thể thì lại đi trao đổi thành cái chi tiết, cái lúc cần chi tiết thì lại đi trao đổi thành cái tổng thể của một cái chủ đề khác. Cái đấy tức là gì? Tức là cái hình ảnh, cái kết quả của mình như là nó chưa, mình chưa hình dung được cái hình ảnh nó rõ nét trong tâm trí. Bây giờ mình muốn làm cái gì thì đầu tiên cái quan trọng nhất, mục đích mình phải xác định rõ mục đích mình làm cái gì. Mình làm cái đấy là để cho đối tượng, hướng đến đối tượng gì, thì lúc đấy mới xác định được cái phương pháp, cái giải pháp để mình tiếp cận cho nó phù hợp. Đúng, sau đó thì khung mọi cái nội dung chương trình mà mình xác định được rồi thì bắt đầu mới xác định đến cái bước là bố trí nguồn lực cho nó hợp lý. Thế nhưng mà để mà làm rõ được cái hình ảnh, cái mục đích mà mình muốn, quan trọng nhất là mình muốn đạt được là cái gì, thì đấy là nhiều anh em là bây giờ khi mà triển khai nên là cứ bị rối ở cái đó, không làm rõ được cái hình ảnh đấy, nên dẫn đến là nhiều khi mà trao đổi ý tưởng ấy là nó tức là khi cái tư duy nó chưa đồng trục thì dẫn đến cái chuyện đấy là nó mất thời gian. À, thì cái này tôi rất là mong muốn là làm sao tất cả anh em cũng đạo tâm đắc mà thực sự là để ý cái công thức đó, lúc nào cũng để ý cái đấy mà trong tâm trí, thì khi bất kể một liên quan đến một cái chương trình, một cái sự việc gì thì đầu tiên mình cứ luôn luôn nghĩ đến câu đấy. À, thì nếu như mà tất cả anh em mà đều cố gắng tập trung mà khi triển khai một cái sự việc gì đấy mà tập trung để làm rõ cái hình ảnh mà mình mong muốn mình đạt được ấy, thì tôi tin rằng là khi mà triển khai thực tế chắc chắn là cái việc tương tác giữa các bộ phận hay là cấp dưới cấp trên chắc chắn là nó cũng sẽ đơn giản hóa đi rất nhiều và nó sẽ hiệu quả hơn. À, mình chia sẻ, cảm ơn. Như đơn trình đã chia sẻ thì theo cái nguyên lý mà hỏi nghi ngộ hiểu chuyển hóa thì khi người ta chưa hành động thì là do người ta chưa hiểu, đúng không ạ? Còn về cái việc mà chúng ta chuyển hình ảnh của chúng ta sang cho người khác ấy thì chúng ta cũng cần phải xác nhận lại, đúng không ạ? Bởi vì có thể là mình đây mình mới chỉ nghĩ rằng khi mình nói cho người khác thì người ta sẽ hiểu như mình, nhưng mà mọi người hình dung ra cái sự vận hành của bộ não này. Cái thông tin bên ngoài nó có thể lên đến 2.000 kbit thì phải, nhưng bộ não nó chỉ đón nhận được khoảng 300 thôi. Nên là vì sao cứ phải nghe đi nghe lại, hoặc là trong ví dụ với mọi người trong buổi học này, thực ra thì khi mà em chia sẻ như thế này thì mọi người, thầy cũng sẽ hướng dẫn cho em là đặt một cái ý là mình muốn người nghe người ta nhận được cái biết, cái hiểu hay cái thấu suốt hay sự chuyển hóa, thì từ đấy cái cách của em truyền đạt cũng sẽ khác nhau. Thế nhưng mà tuy nhiên cái vận hành của bộ não của mình ý, là trong một khoảng thời gian, hoặc là trong một cái này nó chỉ nhận đâu đó được khoảng 7 từ. Nên là để người ta nhận được là mình cần phải nói đi nói lại. Cuộc đời thì không ngại lặp lại, chỉ sợ không có tương lai.
Nên là không phải ngay tức khắc mình nói một cái là người ta đã nhận hết cái số ấy đâu ạ. Thế nên kiểu cái việc mà mình trao đổi công việc với người khác ngay tức khắc bảo người ta nhận ngay cái đó là chưa có đâu. Trừ khi cái quản trị hình ảnh của mình nó phải cực tốt về người đó. Có nghĩa là mình nhất chỉ có một cái hình ảnh đấy, bất kể một cái gì nó cũng không tác động được vào cái hình ảnh đấy của mình, thì cái người kia người ta mới nhận được đúng theo như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi rất nhiều chiều, nên đa phần là cái hình ảnh ban đầu của chúng ta ấy, chúng ta có giữ được không ạ? Chúng ta có giữ được không? Nó hay bị những cái hình khác nó chen vào. Nên là thành ra cái hình của mình không có giữ được. Nên thành ra là các bạn cứ loạn quạng là vì như vậy. Nên đôi khi làm sao mà theo cái kiểu như là làm như không làm. Đơn giản là để mình giữ bản thân mình không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố đấy, thì tự khắc mọi thứ nó vận động theo thôi. Nhưng cái đấy là mình phải xử lý thực sự nội tâm của mình. Bởi vì cái này, những cái như vậy thì nó diễn ra thì nó cũng khá là vi tế. Bản thân em đã trải qua cái việc đấy rồi. Tại vì nó có một cái như này này. Khi mà để mà mình giữ được một cái gọi là trạng thái, ví dụ như an vui ấy. Bởi vì khi mà mình gặp chuyện nhá, lúc đấy cần nhất cái gì? Mọi người rất hay nói với nhau là phải bình tĩnh, đúng không? Nhưng bây giờ bình tĩnh thế nào? Làm sao để bình tĩnh? Thì bây giờ tất cả những cái chứng này chúng ta học rồi, là lúc đó chúng ta cần phải nâng cái năng lượng của mình lên, nâng cái trạng thái rung động điện từ của mình lên, đúng chưa ạ? Nhưng nếu như bây giờ mình cứ nhảy vào cái việc nó đang bất như ý đấy, thì mình có nâng nổi không? Có khi mình còn bị chìm theo cái đó luôn, đúng chưa ạ? Nhưng nếu như mà mình xử lý nội tâm mình không tốt ấy, là mình không nhúng vào. Nhưng người khác chỉ nói một câu, bao nhiêu chuyện này chả thấy hỏi han gì, thế là làm sao? Thế là lại tụt năng lượng xuống, đúng chưa? Nhưng nếu như mình có một cái niềm tin rằng chắc chắn chuyện này sẽ qua, nên là cái việc mà các bạn muốn làm gì là bản thân mình chỉ cần định vị một cái kết quả là thế này, xong. Còn việc ai làm cái gì đấy là việc của họ. Nhưng mình chỉ có duy nhất một cái niềm tin, một cái hình ảnh là kết quả nó ra thế này. Nhưng cái đấy nhớ là mình phải xử lý nội tâm. Và để chia sẻ với mọi người một cái bí mật, để mà cân bằng được cái trạng thái của chúng ta nhất ấy, cái nhanh nhất, đấy là vẽ cấu trúc con người. Không có cái gì là nhanh hơn cái đấy đâu. Vẽ cấu trúc con người, cái đấy nó cân bằng điện từ rất nhanh. Đấy là phương tiện mà sau gọi là rất nhiều những cái chia sẻ. Bởi vì là ngày xưa khi mà em đến tận lớp Master K2 này, thì thầy mới nói về cái điện từ của cấu trúc con người. Lúc đó em mới thực sự hiểu là cái cấu trúc con người này nó cân bằng điện từ cho bản thân. Chứ trước thì nghĩ rằng là nó rất là dương. Thì ngày xưa thầy cũng nói, bởi vì lúc đó cái nhận thức của mình nó chỉ thế thôi, nên là thầy chia sẻ rằng là đây là cái kiến thức nó dương nhất cái nhân loại này. Thế nhưng mà không phải, mà nó là cân bằng về điện từ. Cân bằng về điện từ. Nên chính vì thế về mọi người chịu khó vẽ cái cấu trúc con người này, thì lúc đó chúng ta sẽ đơn giản đưa về trạng thái cân bằng.
mà đã đưa được về trạng thái cân bằng rồi thì lúc đó chúng ta hướng dương nó có đơn giản không ạ? Sẽ đơn giản. Chứ còn là vèo một cái đi từ âm sang dương là rất khó đúng không ạ? Đang oán trách một sự dương. Bây giờ em phải nâng điện từ lên chứ. Thì sao ạ? Trời ơi, còn đang âm chết đi được. Làm sao nâng? Đúng không ạ? Nên chúng ta hiểu rằng là chúng ta nâng thì cái mà bây giờ em chia sẻ từ những cái hiểu biết và cái kinh nghiệm của em, cái gì chúng ta không biết thì cứ làm để trải nghiệm, đúng không ạ? Nên là nếu như bây giờ tự nhiên thấy nó đang lộn xộn quá, cứ lôi cái này ra mà vẽ, cứ vẽ, vẽ đi vẽ lại, bởi vì lúc đấy tự mình ngồi vẽ mà, đúng chưa? Mình vẽ nhiều mình hiểu được rồi thì có phải là cân bằng điện từ nó sẽ đơn giản lắm. Nhưng cái này hay lắm, hay lắm, em cũng không hiểu, em cũng không biết vậy. Nhưng cái này thì em đã chia sẻ với mọi người rồi thì không biết là mọi người còn nhớ không. Nhưng mà sẽ có trường hợp là khi mà nghe cái này hoặc là vẽ thì lúc đó là mình sẽ cảm thấy là xung quanh nó hơi lộn xộn một tí, nó hơi lộn xộn một tí, thì lúc đấy mọi người hiểu rằng là nó đang thay đổi từ cái trạng thái âm lên cân bằng. Vậy thôi. Thì khi mà biết được cái gọi là cái bí mật này thì em mới có thể giải thích được rất nhiều cái hiện tượng trước đây mà mình đã từng trải qua. Thì cái hồi đó thì mình chỉ nghĩ là à, nó dương quá thì nó làm mọi thứ nó thay đổi như vậy. Nhưng mà đến bây giờ mình mới hiểu rằng là nó đưa mình về cái trạng thái cân bằng. Cân bằng. Mà về sau khi mà mình đã đưa về trạng thái cân bằng rồi mà cái ý nghĩ của mình nó chỉ hơi dương một cái thôi là nó rất đơn giản để trở thành hiện thực đấy này. Nó nhanh lắm. Bởi vì bây giờ ấy, cái vòng quay của trái đất nó cũng đang nhanh lên. Nên là cái thực thi nhân quả nó cũng cực kỳ nhanh. Nó nhanh lắm. Mọi người cứ quan sát mà xem. Thì đấy là cái mà ai còn chia sẻ không? Thì mọi người chia sẻ, mọi người hỏi thì em biết đến đâu thì em sẽ lại chia sẻ thêm với mọi người đấy. Còn kiến thức thì đấy, có thể là nó cũng như vậy thôi. Cái này là bản thân em khi mà chia sẻ với mọi người này là em cũng đã cập nhật cái kiến thức gần nhất ở đây rồi, chứ ngày xưa là em học cảm nhận mình nó đơn giản hơn thế này. Nhưng hồi đó là cái nhận thức của mình nó chỉ đến thế thôi. Bây giờ thì nó mới gọi là dần dần. Nên là cái việc mà mọi người nghe, mọi người ứng dụng được trong cuộc sống như thế này thì em đã thấy mọi người giỏi lắm rồi. Bởi vì bây giờ cái tốc độ của mọi người học sẽ nhanh hơn của em rất là nhiều. Bởi vì ví dụ như online thì của em là khóa đầu tiên. Nên thành ra là cái nhận thức thì thầy cũng phải tùy theo nhận thức để mọi người, để thầy đưa lên. Còn ví dụ như là bây giờ mọi người học cái lớp cộng đồng của online ấy, thì em cũng xin chia sẻ với mọi người là tất cả những kiến thức của mentor, master thì đều đưa về đấy hết. Nhưng mà với một cái tốc độ gọi là tốc độ ánh sáng. Ví dụ như mà một chủ đề, ví dụ cái nhân cách này, em thấy tối hôm qua thầy nói đâu đó có mấy tiếng đồng hồ. Nhưng ví dụ như mentor học thì nó phải mất khoảng mỗi một cái này. Cái này là mất 3 ngày, cái này 3 ngày, cái này 2 ngày, cái này nguyên 1 ngày. Đó, thì đã là lớp cộng đồng là thầy cũng đưa ra hết, nói ở trong mentor, master như nào nói như vậy. Nhưng mà ra có thể mentor, master thì thầy sẽ nói nó dài hơn, nó chi tiết hơn. Nhưng mà lớp cộng đồng thầy vẫn nói nguyên si như vậy. Chỉ là với một cái tốc độ gọi là ánh sáng, bởi vì lớp ngoài cộng đồng là 21 ngày.
Nhưng lớp mentor là 6 tháng học, 2 tháng thi. Còn master thì nó lại ở một cái khía cạnh khác. Nhưng mà tôi ở Phan Thiết đấy là trong kia là cùng ngày một tiếp. Bởi vì nó đông quá, nó đóng linh sớm. Không, là không phải là cái khóa của 17. Một chơi Phong ở cái đồng cầu với anh em lãnh đạo ở trong Nam là khi học lại ấy. Người xong chắc là không đi học lại. À, không kịp, bởi vì là link ở trong đấy đăng ký nhanh lắm. Nó không phải chần chừ như ngoài miền Trung với miền Bắc này. Mà ở trong kia thì cái hôm hôm mình hỏi thì link nó đóng rồi. Ở ngoài này còn lững lờ chứ ở trong Nam là có khi mở link ra đăng ký một cái trong 24 giờ là đóng link. Bởi vì nó hết chỗ, hết suất. Đấy thì là trong Nam là cũng không đi được. Tại vì ở đấy thì ban tổ chức người ta tổ chức nó quen ở đấy rồi. Thứ hai nữa là ở trong Nam người ta học nhiều. Chứ không như ngoài Bắc thì còn chần chừ, còn sát nút còn đăng ký được, chứ trong Nam thì chịu. Trong Nam thì gần như là xếp hàng. Mình không đi thì người khác nhảy vào ngay mà. Tại vì luôn luôn đâu đó nó cũng có phải một lực lượng để gọi là đợi đằng sau. Chứ không phải nghĩa là người ta rất muốn đi, người ta cũng đăng ký nhưng nó hết chỗ rồi. Thì người ta đành phải đợi xem là ai hủy thì người ta thay thế vào đấy. Ai hủy thì người ta thay thế vào đấy. Đấy thì hôm nay chắc là chúng ta dừng ở đây. Rất là trân trọng biết ơn cả nhà đã hiện diện ở đây. Bây giờ chúng ta đứng lên để hồi quy năng lượng. Thank you.